Chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại kênh của xe đạp giá xỉ. Trước mắt mọi người là mẫu Katani 2.1, một trong những mẫu mà bán rất là chạy trên thị trường trong cái phân khúc chỉ có hơn 4 triệu một chút khung nhôm. Tầm giá đấy thì em nghĩ là chỉ có mẫu này là đẹp nhất và chỉ có nên là lựa chọn mẫu này thôi. Khung nhôm và đi cấu hình rất là ổn định. 4 món Shimano và bạc đạn trước sau, thắng đĩa cơ trước sau và khung nhôm không mới hàn. Mọi người cùng tham khảo nhé. 4.3 triệu mọi người. 4.3 triệu là đi vỏ Kenda 700x32. Toàn bộ là khung nhôm không mối hàn. Có được một cái thiết kế rất là đẹp và nước sơn cũng đẹp mọi người. Dáng đẹp, nước sơn đẹp, không mối hàn. Phục này cũng làm rất là kỹ luôn mọi người này. Phục làm cũng rất là kỹ luôn. Cũng không có mối hàn luôn. Rồi đến đây cũng không có mối hàn. Đương nhiên là ở đây phải có mối hàn, nhưng mà mối hàn thẩm mỹ mọi người này. Đấy, mối hàn vây cá rất là đẹp. Và ở đằng sau này chịu lực lớn nhất từ cái bánh này thì phải có mối hàn. Và nó sẽ đi là cấu hình là được líp Shimano này. Líp này mặc dù là líp vặn thôi nhé mọi người nhé, không phải líp thả. Líp vặn là sao? Líp vặn là mình không thể thay được từng mắt, và mình là đi đều mòn hết cả cái này thì mình thay luôn cả cái líp này mọi người. Nó chỉ có 7 líp thôi mà, thế nên là mình xào tới xào lui nó cũng đều hết cái này thôi. Chỉ có những cái líp mà cao tầng ấy, chục líp chẳng hạn, 9 líp, 10 líp, 11, 12 líp thì người ta mới cần thay từng mắt thôi. Bởi vì là chủ yếu chạy líp dưới, còn đây là nó mình sẽ chạy đều hết mà. Líp Shimano này. Cùi đè líp cũng là Shimano Tune TZ này, là hai món này. 7 líp nha mọi người nhé. Sên thì mặc dù là xe giá rẻ có 4.3 triệu thôi, nhưng mà được trang bị sợi sên đẹp. Sợi sên thương hiệu Tech Power. Hàng hiệu Tech Power mọi người. Chắc mọi người nhìn không rõ đâu, nhưng em Tech Power, hàng đẹp. Gạt đĩa cũng là Shimano Tune TZ, là 3 món này. Giò dĩa nhôm của Prowell 3 tầng. Giò dĩa nhôm Prowell 3 tầng. Đấy. Tay đè được trang bị tay đè Shimano, hàng đẹp luôn. Là 7 líp. 3 đĩa kết hợp cùng với tay thắng luôn. Tay đè Shimano. Xe thì... xe là bạc đạn trước sau luôn mọi người. Đùm trước và đùm sau đều bạc đạn, và cả cái trục giữa cũng là bạc đạn luôn. Sử dụng ti bút nha mọi người nhé, bạc đạn. Thắng của nó là thắng Rebooty. Thắng này thắng đẹp này. Thắng này vào là chỉnh ngon lành, không có vấn đề gì mà căn chỉnh khó cả. Rất là đẹp luôn. Đĩa này là đĩa 160. Đĩa 160. Đấy. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Xe thì đi dây âm nhé. Xe đi dây âm. Cái đùm sau cũng bạc đạn. Và quay rất là trớn này mọi người này. Đấy, trớn lắm. Em thì chỉ quay nhẹ thôi, em không có quay quay nhiều làm gì. Cối nó chỉ kêu thế này thôi mọi người nhé. Cối nó kêu nhẹ nhẹ thế này thôi, không có phải là kêu to gì đâu, kêu nhẹ thôi. Chân chống kèm theo xe. Chân chống kèm theo xe là gắn trực tiếp vào đây, đúng chỗ này. Khung người ta đã để chờ sẵn rồi, đúng chỗ này luôn. Giống như thiết kế của Gian đấy mọi người. Đấy, chân chống rất là chắc chắn và đẹp, chân chống nhôm. 4.3 triệu. Bao ship toàn quốc và tặng quà mọi người. Yên bản đời mới đấy. Yên này thì khá là êm, khá là to. Và có thoát hơi ở giữa. Bàn đạp thì chỉ là bàn đạp thường thôi. Tất cả đều là bàn đạp thường. Bàn đạp này thì rẻ tiền. Tất cả các hãng xe đạp thì đều là bàn đạp thế này thôi. Cốt yên thì cốt yên là cốt yên dáng thể thao. Cốt yên dáng thể thao. Bây giờ thì toàn bộ đa số là dùng những cái cốt yên dạng này rồi. Toàn bộ rồi. Chứ không, em không có bán cái cốt yên mà kiểu đời cũ kiểu kia đâu. Toàn bộ xe bây giờ xe đời mới hết. Phối tem này mọi người này. Thấy đẹp chưa? Đấy, rất là đẹp. Có nhiều màu lắm. Có 5-6 màu luôn. Thì trong đấy màu xám này là một trong những màu đẹp nhất. Mọi người có nhu cầu mua hàng liên hệ qua số của em nhé. Katani 2.1 4.3 triệu. Số của em Minh là 0706 198 999. Hoặc là mọi người ghé trực tiếp là
98 xẹt 11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Vỏ này vỏ 700 x 32, vỏ Kenda nhé mọi người nhé. Đấy, vỏ Kenda. Niền 3 phân. Niền 3 phân, van xe máy. Đấy. Rồi, mọi người có nhu cầu liên hệ với em nhé. Em cảm ơn mọi người.